Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ngươi tưởng ta nói đùa hay sao? Đúng là chán sống rồi đây. Ơi, không biết ai mới là kẻ chán sống đây. Không cần quan tâm tới tên đó. Nhanh bao vây. Tiêu trừ xích băng xà, bảo hộ tiểu y tiền. Ghê tởm. Con ma thú này mạnh quá, làm sao hạ nó bây giờ? Ơi, tiếng gì vậy? Kia là cái gì? Chim hay là máy bay? Không, là siêu nhân. Ơi, tất cả mọi người mau tránh ra. Thanh kiếm này nặng quá, ta không khống chế được đâu. Cái quỷ gì thế này, mau tản ra. Suy hỏa trưởng. Xích băng xa. Đánh với huyền trọng thước. Lợi hại quá. Tiểu viêm huynh đệ, tuổi còn trẻ mà bản lĩnh phi phàm. Có muốn gia nhập vào lang đầu rong binh đoàn hay không? Ơi! Tiêu viêm huynh đệ, ngươi đáp ứng rồi hả? Rốt cuộc cũng nôn ra được, thật là nhẹ cả người. Mục lực đại ca, hảo ý của ngươi ta xin nhận. Nhưng tính ta độc lai độc vãng đã quen rồi, đành xin lỗi vậy. Không sao, khi nào ngươi thay đổi chủ ý thì có thể đến tìm ta. Nhưng mà... sao? Thật không tốt, xin lỗi. Ta không cố ý dùng váy của ngươi để lau miệng đâu, xin lỗi. Cái váy này, so với ơn cứu mạng của huynh thì có gì sai. Đây là loại thuốc có thể giúp tỉnh táo sau khi hôn, sau khi nôn. Huynh nhanh dùng. Cám ơn, thật là một cô gái hiền lành. Tiểu y tiên của chúng ta vừa đẹp người lại vừa đẹp lết. Ơi, bụng của ta sao lại quặn đau như vậy? Đây chẳng lẽ là thuốc sổ? Thánh mẫu nhà bà ngoại người. Ta ra ngoài xem xét. Đề phòng ma thú lại tới tập kích. Tiêu viêm huynh đệ, tới sau vậy nhé. Con mẹ nó, gặp một con yêu tinh. Yêu tinh xú nhà đầu. Kiểu này, muốn đem huyết niên tinh lấy lại cũng là một vấn đề. Ai bảo người thấy cái sáng mắt nên, thấy gái là sáng mắt nên. Lúc đầu nghe ta trực tiếp đoạt lấy rồi bỏ chạy có phải hơn không? Sư phụ cứ đùa, dòng binh đoàn đâu phải là tượng gỗ. Cách đó khả năng thành công không lớn. Con có một biện pháp đảm bảo xú nha đầu đó cam tâm tình nguyện mang hết huyết niên tinh giao cho con. Đêm, tại lời dòng binh đoàn hạ trại. Thật tốt quá, thuốc ngủ quả nhiên là phát huy tác dụng. Thức đêm mới biết đêm dài, ta cứ tưởng chỉ có mình ta là khó ngủ. Không ngờ mỹ nữ như ngươi cũng khó ngủ giống như ta. Không rõ tại sao tiểu thư lại có nhã hứng nửa đêm dạo chơi vách núi thế này. Ta chỉ là đi hái thuốc mà thôi. Định lừa bổn thiếu gia à? Nếu đi hái thuốc, có cần đánh thuốc ngủ mọi người hay không? Ây, đừng nắc mà. Nói cho ta biết mục đích của người, tất nhiên phải nắm chặt lấy dây đấy. Tay ta dạo này hơi co giật lắm. Ây, đừng nắc nữa mà, thả tay ra. Ma quỷ. Đúng rồi. Lớn lên. Kêu đến khi tất cả dòng binh đoàn tỉnh dậy, vậy lúc đó tất cả đều biết bí mật của ngươi rồi. Được được, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật này, nhưng ngươi phải hứa. Ơi hợp viên, thường nuôi tới các vách núi. Thiên tính háo sắc là loài vượn kỳ nạ chuyên tập kích nữ nhân. Cẩn thận đừng lộn xộn. Đồ khốn. Hợp viên huyền trọng thước. Dám coi ta như không khí này. Ngươi không sao chứ, lắm chặt vào. Ơi, ta không ngờ ngươi lại lặng đến vậy. Ơi, cuối cùng cũng thoát nạn. Nếu không phải là sư phụ kịp thời ra tay, thì giờ này chắc con cũng thành linh hồn giống như là sư phụ rồi. Cơ hội tốt, đồ háo sắc không thể nào tưởng tượng ngươi lại là người như vậy. Con nói đây là cơ hội tốt để thu hồi huyết niên tinh cơ mà. Sư phụ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ai bảo ngươi không nói rõ ràng? Cũng tại ta là người chính trực. Ấy. Biến thái háo sắc, sắc nàng, lưu manh. Vừa rồi, đúng thật là cảm ơn ngươi nhiều. Phi, có người nào cảm ơn như ngươi không?
đánh ân nhân, đánh ân công của mình thành đầu heo. Không phải đã cho thuốc chữa thương rồi sao? Một chút nữa nào bình thường thôi. Bớt nói nhảm đi, mau nói bí mật của ngươi cho ta nghe. Ấy, ở chỗ này, trong một lần ta đi hái thuốc, tình cờ phát hiện được một sơn động ẩn tàng sau đám quái mộc kia. Trong đó hẳn có bí mật gì đó, nhưng lúc đó ta không dám đi vào. Theo ta đoán, đó hẳn là nơi tọa hóa của một vị tiền bối cao nhân nào đó. Ơi, sưng hết rồi. Để trả ơn ngươi đã cứu mạng ta hai lần, ta dẫn ngươi vào thăm quan bảo khố nhà. Tầm bảo nghe rất là có ý tứ đây. Bất quá nếu có thu hoạch, ngươi phải phân cho ta một nửa. Một nửa sơn động này là do ta phát hiện mà. Tùy ngươi, không phân chia cũng được. Ngươi định tới đó thế nào? Ấy. Mà chết đi được, tuy rằng ngươi cõng ta leo lên trên này, nhưng cũng phải biểu hiện một chút khí phách nam nhi chứ. Đằng này, đi nhanh lên, rồi xú nhà đầu. Động này có đấu khí tỏa ra rất mạnh, sở dĩ hắn là không sai vào đâu được, bên trong rất định, nhất định là có gì đó xảo diệu. Cửa đá này cực kỳ kiên cố, không có thực lực đấu sư, đừng mong phá vỡ nổi nó. Hớm chỉ biết cậy mạnh, cho dùng sống quá 100 tuổi cũng là ngu ngốc. Từ tảng đá này tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, rõ ràng là có cơ quan then chốt để mở cửa. Chỉ cần tìm được nó là mọi chuyện đều dễ dàng. Ngươi biết cơ quan thuật, cái đó chỉ có ai có thổ hệ hoặc là mộc hệ đấu khí mới am hiểu mà. Có biết một hai mà thôi, giúp ta tìm đi. Cơ quan, đây rồi, đích thị là nó. Băng Linh Diễm Thảo, thật không ngờ chỉ trong có 2 ngày lại gặp tới 2 loại tài liệu luyện chế huyết niên đan. Băng Linh Diễm Thảo này chỉ sinh trưởng tại nơi cực hàn. Nhớ lại năm đó ta vì tìm kiếm nó mà mấy lần cửu tử nhất sinh. Tiểu Viêm Tử à, vận khí của ngươi thật là quá tốt. Cây dược thảo này thật là kỳ lạ. Ấy, cẩn thận. Đau quá. Nóng quá, lạnh nữa. Đau quá. Ngu ngốc. Gốc băng linh diễm thảo này, mặc dù vẫn đang ở dạng bông tuyết, nhưng toàn thân tự có hỏa trúc tính, tuyệt đối là không thể dùng tay để hái. Còn đứng thứ 10, còn đứng thừa người ra đó làm gì? Ngươi không phải là tiểu y tiên hay sao? Mau lấy thuốc ra. Con gái mà lưu lại sẹo khó gả chồng lắm đấy. Cảm giác lâng lâng này là sao nhỉ? Xem ta lè. Đối với những dược thảo cứng đầu như thế này, đây là cách tốt nhất. Không hái được thì ta đào cả chậu. Vậy mà cũng được sao? Ngươi đúng là giảo hoạt. Bởi vì nó nằm bóng tay của ngươi nên ta sẽ lén đau nhận lấy nó. Các dược thảo khác cho ngươi hết đấy, vậy được chưa? Không được. Vậy tặng thêm một bộ đồ dùng hái thảo dược nữa. Vậy còn coi được. Theo cách bài trí này thì có lẽ lúc còn sống, bộ di hài này là chủ nhân ở đây, có thể có được nhiều loại thảo dược đặc biệt chân quý như vậy. Không rõ là còn sống, vị tiền bối này có thân phận gì. Ba cái dương này được đặt cách biệt với nhau, với đám kim tệ kia chắc chắn là trong đó có trọng bảo, nhưng chìa khóa ở đâu nhỉ? Đáng ghét Tiêu Viêm, đống dược thảo này độ chân quý đâu bằng gốc dược thảo của người. Đây toàn là dược tài hơi khó kiếm một chút thôi, lừa ta à? Hả? Phía sau của ta có gì? Tiểu Y Tiên, tránh mau. Khốn nạn, đã chết nhiều năm như vậy rồi, còn cố mà đội mồ sống lại. Ta thấy nạ. Sao ngươi được yêu quá yêu thích quá vậy? Đầu tiên là xích băng xà, kế là hợp viên, ngay cả di hài cũng thích nữa. Tiểu Viêm Tử, có gì đó không thích hợp, phía sau. Ghê tởm, bộ xương này mạnh quá, Tiểu Y Tiên, ngươi không sao chứ? Không sao, vẫn tốt. Quái quỷ gì thế này, chuyện ma quái thế này, không phải đùa đấy chứ? Ta không hề cảm thụ được một chút khí tức sự sống nào. Nếu đoán không sai, đây hẳn là thi cổ.
Loại cổ này cực kỳ hy hữu, người dùng cổ này sau khi chết đi, xác chết sẽ biến thành thây ma di động, chỉ cần cảm thụ được khí tức người sống là lập tức xuất thủ, đả thương người khác. Tuy rằng không có ý chi phối, chỉ đơn thuần là tự động xuất thủ theo bản năng, nhưng cũng có được vài thành thực lực của lúc còn sống. Xem ra đây chính là kẻ bảo vệ tài phú ở đây rồi. Tuy không có ý nghĩ nhưng hành động cực kỳ mẫn tiệp, nực nại vô cùng, đánh nát nghiền hồi phục. Còn gì nữa nhỉ? Ây, lâu lắm rồi cũng không nhớ rõ. Sao bây giờ ngươi mới nói? Ây, thuốc của ta, thuốc cái mạng cái nào quan trọng hơn? Sư phụ, theo như người nói, thì chẳng lẽ là cái thi cổ quái này là không có nhược điểm hay sao? Dĩ nhiên là có, nhưng mà coi như giúp ngươi nhanh chóng tu luyện, không phải thời khắc sinh tử ta sẽ không ra tay. Bây giờ không phải là thời khắc sinh tử hay sao? Trời ơi, thuốc của ta, Tiểu Viêm thả ta xuống. Hả? Tiểu Y Tiên, không cần biết ngươi có phải là thi cổ hay là cổ nhân gì, dám làm hỏng dược liệu của ta, tội không thể tha thứ. Bách hội, đan trùng, thiên đột, u môn, liêm tuyền. Lợi hại, giấu giếm thật là sâu à. Dù sao ta cũng là một thân con gái yếu đào tơ, lưu lạc ở bên ngoài thì cũng phải có một chút kỹ năng phòng thân chứ. Còn không mau giúp bản cô lương nhặt lại ngân châm và lau sạch nó đi. Sao mình nhìn thế nào cũng không thấy giống với liệu yếu đào tơ vậy? Đây là không sai, đây chính là thi cổ. Nhà đầu kia, kim châm đâm trúng các huyệt liêm tuyền và u môn là nơi thi cổ vẫn thường sống. Nhà đầu kia, ngay cả đấu giả cũng không phải, làm sao lại có thể? Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh giúp ta thu thập ngân châm. Dạ dạ. Gì đây nà? Tiểu Viêm tử, quyển trục này để ta thu. Rõ rồi. Ủa, sao tự nhiên? Thử người ra vậy có phát hiện gì sao? Trên mộ xương này ta phát hiện 3 cái chìa khóa. Ta không có nuốt nám của riêng nha, chúng ta tiếp tục tâm bảo. Chắc đây là chìa khóa để mở ra 3 dương thạch hạp này. Án chiêu theo hoa văn, cái này chắc để mở thạch hạp này. Thất sắc độc kinh, đây là cái công pháp gì vậy? Nguy hiểm, Tiểu Viêm tử có kịch độc, sờ vào là chết đấy. Thất sắc độc kinh, cẩn thận, Tiểu, hả? Sư phụ, không phải người nói trên đó có độc, sờ vào là chết hay sao? Đúng là như vậy, nhưng nha đầu này cư nhiên cầm nó mà không bị sao, có thể là có thể chất đặc thù. Quyển trục này ghi lại không ít phương pháp phối chế độc dược, hẳn là vị độc sư nào đó lưu lại, tạo nghệ của mình. Độc sư, trên đấu khí đại lục có tồn tại một cỗ y sư, chuyên pha chế độc dược, thậm chí có thể điều khiển độc khí giết người vô hình. Người ta gọi những người đó là độc sư. Lẽ nào ngươi định trở thành độc sư? Sao được? Độc sư ở đấu khí đại lục này là một chức nghiệp bị người đời khinh bỉ và sợ hãi. Nói thế nào thì nói, người dễ thương như vậy làm sao có thể thành một độc sư bất nhập lưu được? Được rồi, thứ này là của ta, nữ tử xuất môn tại ngoại, không thể nào không có chút gì đó để phòng bọn lưu manh háo sắc. Yes, madam. Vậy thử xem cái dương thứ hai này chứa cái gì đã. Ơi, coi chừng. Huyền giai cao cấp, phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Không ngờ nơi đây lại có phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy. Phi hành đấu kỹ là cái gì vậy? Là đấu kỹ có thể giúp người ta bay lượn trên bầu trời. Trừ khi gặp đấu vương có thể đấu khí hóa hình thành cánh, còn không thì đánh không lại cũng có thể thong dong mà chạy trốn. Được rồi, vậy cái này cho người. Được chứ? Ây, vậy ta không khách sáo. Chỉ còn cái thạch hạp cuối cùng, sát khí. Các ngươi cũng quá không cẩn thận, ngộ nhỡ làm hỏng bảo bối của ta thì sao? Giọng nói này là mục lực. Tiểu Uy Tiên thân ái của ta, nơi nguy hiểm thế này sao không gọi tới, gọi ta tới bảo hộ cho người. Thật khiến ta không làm tròn trách nhiệm mà. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, giao lại quyển trục đó cho ta đi. Kể cả Tiểu Uy Tiên nữa, không cần biết hai người ở đây phát hiện cái gì, từ giờ phút này tất cả là của ta.
Đem mọi thứ trong động giao lại cho ta. Tiểu Y Tiên, ngươi cũng biết ta rất thích ngươi mà. Chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, ta hứa sẽ không làm ngươi tổn thương. Ngươi làm thế nào mà phát hiện ra ta? Sao có thể biết vị trí sơn động này? À, cái này, Tiểu Y Tiên đứng yên đừng cử động. Đau, Tiêu Viêm, ngươi làm cái gì vậy? Hả, sợi tóc này, nó cử động. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đúng là hảo nhãn lực, vậy mà cũng phát hiện ra, đây chính là vật ta chuẩn bị cho ngươi, không hề có đấu khí, nhưng lại có khả năng theo dõi mục tiêu rất tốt. Chỉ cần nó còn bám trên người của ngươi, thì cho dù ngươi đi tắm ta cũng biết. Hừm, tên khốn kiếp, dám đặt trùng theo dõi ta. Mục Lực, ngươi đúng là nỗi nhục của đàn ông chúng ta. Ta rất thích kiểm soát con quái vật, con gái quật cường như ngươi. Chỉ cần có bảo khố này, trong vòng 2 năm, lang đầu dòng binh đoàn có thể độc bá Thanh Sơn Trấn. Đến lúc đó thì Tiểu Y Tiên người sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tiện nhân ti tiện, tiểu nhân ti tiện, ta có chết cũng không để cho ngươi đạt được mục đích. Về sau ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi, không vội. Ngươi đâu, bắt Tiểu Y Tiên cho ta. Mục Lực, bắt đàn bà con gái thì có gì là giỏi, có giỏi thì đấu với ta. Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm hay sao, giết hắn. Đông người như vậy, đánh nhau chỉ sợ không có khả năng thắng. Giá mà sư phụ, ơi tốt thật. Uổng công lúc trước ta đã từng trị thương cho các người, từng cứu mạng các người trong cơn thập tử nhất sinh. Bây giờ các người báo đáp ta như vậy ư? Đừng nghe bọn chúng nói lung tung, lên. Bảo tàng này là của lang đầu dòng binh đoàn chúng ta, vinh hoa phú quý ở ngay trước mặt. Đúng, bắt bọn họ chúng ta sẽ phát tài. Xin lỗi Tiểu Y Tiên, đắc tội. Vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ơi, người ta khó thở quá, đầu của ta. Mau nín thở, đó là độc phấn. Đi, tranh thủ lúc độc phấn còn có hiệu lực, Tiêu Viêm. Ngươi phải giải độc, sao không báo trước? Tên ngốc nhà ngươi, báo trước để bọn họ đề phòng à? Xú nhà đầu, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ơi, cẩn thận. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ. Mộc chi bất động. Tiêu Viêm, đừng gọi nữa, hiện giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy. Tiểu Y Tiên thân ái của ta. Hừm, mặt của ngươi khiến ta muốn ói, không biết sống chết. Mọi người thu hồi mọi thứ mang về trại rồi phân chia sau. Lại đi đánh nữ nhân, Mục Lực ngươi sống cũng chỉ nhục phận nam trai. Huyền Trọng Thước khai. Trong lúc hắn còn bất ngờ, phải giải quyết thật nhanh, tốc độ nhanh thật, lượng đấu khí tỏa ra mạnh mẽ thế này, cứ như là một người khác vậy. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ. Mộc chi bất động. Để ta xem, ngươi có phá nổi lực phòng ngự nổi tiếng của đấu khí mộc thuộc tính hay không. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, bát cực băng. Ơi, thùng rỗng kêu to, chỉ hư trương thanh thế là giỏi. Ồ, vậy sao? Cái này, đây là ám kình. Tiểu Y Tiền, nhanh. Đợi chút, bắt bọn chúng lại. Sao lại tối đen như mực thế này? Nhanh, đừng để bọn họ phát hiện. Chậm chút, vừa rồi ngươi đánh thắng Mục Lực cơ mà, sao lại phải chạy? Người đông như vậy, ngươi thích thì cứ ở lại, ta chưa có chán sống đâu. Giờ nào rồi mà còn đùa được. Lối ra kia rồi, thoát. Bắn tên. Tiêu Viêm, đồ tiểu quỷ đáng chết. Mục Lực, ngươi thật là quá đáng. Quá đáng sao? Còn không nhanh giao những thứ các ngươi lấy được trong bảo khố ra đây. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem thế nào mới là quá đáng. Giữ chặt cô ta. Tiểu tử có gì ngôn gì không? Nếu ngươi niếm sạch giày cho ta, ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Thế nào? Này thì niếm. Bát cực băng. Ơi, chân ta khốn nạn, ta sẽ băm thây ngươi thành trăm mảnh. Ta sẽ... Mục Nực, ta nếu hôm nay không chết, ngày sau sẽ không còn lang đầu dòng binh đoàn nữa đâu. Giết giết nó đi. Ấy Ngân Trầm, Tiểu Uy Tiên. Tiêu Viêm, còn có một cách thoát thân. Mau theo ta nhảy xuống. Cái gì nhảy? Bọn chúng điên rồi. Từ đây nhảy xuống dưới thì có khác gì tự sát.
Ơi, bọn chúng không ngờ lại nhảy vực tự sát. Tiểu đội trưởng, ngươi nhìn kia kìa, con chim to quá, là một con phi hành ma thú. Bắn tên, không cho bọn chúng thoát, chia nhau ra tìm, dù sới cả dãy núi này lên cũng phải tìm cho được hai đứa nó, còn không mau đuổi theo. Rốt cuộc cũng tỉnh rồi à, yếu như vậy mà cũng muốn đổi máu anh hùng, nếu không nhờ ta diệu thủ hồi xuân thì ngươi sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Đại lục này chỉ có cường giả mới có thể khiến cho người khác kính sợ, không dám phản bội. Sở dĩ ta vào Ma Thú Sơn tu luyện cũng là vì lẽ đó. Thủ bút hôm nay của lang đầu Dong binh đoàn, ngày sau ta sẽ hoàn trả lại gấp 10. Một mình vào Ma Thú Sơn để tu luyện, ngươi phải cẩn thận đấy. Ma Thú Sơn hung hiểm không gì sánh được, đi sai một bước là cửu tử nhất sinh. Còn ngươi, ngươi định đi đâu nếu trở về trấn? Lang đầu Dong binh đoàn sẽ gây phiền phức. Với thế lực của Vạn Dược Trai chúng ta, không cần phải sợ một tiểu thế lực như là lang đầu Dong binh đoàn. Mà còn có Tiểu Nam nữa, ta đâu cần phải sợ họ. Được, ngươi đã nói như vậy, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cứ như vậy nhé, sau này gặp lại, tạm biệt. À quên mất, huyết liên tinh trong tay của ngươi, ngàn lần đừng để mất đấy nhé. Vật ấy rất quan trọng với ta, sớm muộn cũng có ngày ta tới tìm ngươi để đòi lại. Được, ta sẽ chờ ngươi tới tìm ta. Ngươi cũng xứng với ta. Tạm biệt nhé Tiêu Viêm. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không dễ chết đâu. Cho dù có gặp hung hiểm như thế nào đi chăng nữa, Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm ta tới đây. Ta muốn mạnh hơn.